Chúng ta sang phần bài tập. Bài tập số 1 là tính cách hợp lý. Đây là sẽ chúng ta vào bài 1 đến bài 4. Chúng ta có từ bài 1 đến bài 4 trang 15. Đầu tiên là bài 1. Tính cách hợp lý, đúng nhỉ? Như vậy là tính hợp lý thì làm như nào? Em nhìn nhỉ? Nếu mà cộng từ trái và phải thì nó sẽ rất là hợp lý, là chúng ta thử nhìn này, 21 cộng 29 đây này, nó sẽ ra tròn trục này. 22 cộng 28 tròn trục này. Như vậy ta sẽ cộng số đầu với số cuối, kem ghép mà, đúng nhỉ? Nhưng mà một là tính hợp lý, đúng nhỉ? Không ạ? Kem viết đề bài lại nhé, thầy không viết nữa, thầy viết bằng luôn thôi. Viết dòng thứ hai là bằng nhé, kem viết đề bài lại. Bây giờ thầy sẽ ghép cái số đầu tiên với số cuối cùng. Thầy sẽ ghép số 2021 cộng với 2029. 2022 thầy cộng với 2028. 2023 cộng với 2027. Cộng 24 cộng 25. 24 cộng 26. 2024 cộng 2026. 24 cộng, các em thấy còn lẻ số 2025 này. Như vậy còn lẻ số 2025. Được chưa? Sau đó ta viết nút ngoặc này cho đỡ mất thời gian này. Được chưa? Đấy. 2021 cộng 29 là 2 là 40. 40. Chỗ này các em thấy là 40 40. Các ngoặc này đều là 40 40 hết, cộng với 2025. Các em thấy có 4 số giống hệt nhau, cộng với nhau thì gấp 4 lần lên, tức là bằng 40 40. Các em nhân với số 4, sau đó cộng với 2025. Các em nhầm nào, 0 này, 61 này, 1 này, 16 này, 16.160. Các em cộng với số 2025. 50 là 0 này, các quên cộng mà. Tổng viết xuống dưới nhé. 50 là 5 này, 26 là 8 này, 01 là 1 này, 26 là 8 này, 1. Như vậy bằng 18.185 nhé. Kết quả này các em có thể kiểm tra lại thêm nhé. Vì thầy chỉ tính nháp một lần, có thể là nó vẫn có nhầm lẫn đấy. Nên nhầm lẫn em sửa nhé. Còn phương pháp thì làm như vậy. Ta sang câu B. Câu B là 30 x 40 x 50 x 60. Hãy làm như nào này nhé. Bài này thì có rất nhiều cách tính nhanh, nhưng mà thầy sẽ dạy một cách thôi. 30 x 40 nhân 50 nhân 60. Như vậy em thấy 30, 40, 50, 60 đều có số 10 hết đúng không? Vậy em biết 3 nhân 10 nhân 4 nhân 10 nhân 5 nhân 10 nhân 6 nhân 10. Như vậy em thấy là có tất cả đều số 10 đằng sau. Vậy 4 số 10 được nhân với nhau. Như vậy nó chỉ còn là 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6. 4 số 10 nhân nhau thì ra là 10. Chính vì vậy là lần sau trở đi mà các em thấy các nhân mà có số 0 đằng sau, các em không phải nhân đâu. Các em chỉ cần đếm số 0 nhất là đằng sau này này. Tí nữa kết quả cùng các em cứ thêm thôi. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 4 số 0 thì tí ta chỉ phải nhân những số này thêm 4 số 0 thôi. Thế nên thầy tách cho các em hiểu nhé. Lần sau thì ta không cần làm như thế, ta chỉ cần nhớ là 3 x 4 x 5 x 6 và thêm 1 số 0. Vậy 3 x 4 x 5 x 6 nhân như nào cho nhanh. Như vậy ta bằng 3 x 4, các em cứ để như này. 5 x 6 thì được 30 nhân 10.000. Số 30 thì thuyết là đem số 0 ra sau. Vậy là bằng 3 x 4 x 3. 10 này các em nhân với 10.000 thì nó sẽ bằng 100.000. Đấy, như này là nhầm được rồi đúng không? 3 x 3 là 9, 9 x 4 là 36. Như vậy bằng 36 mà thêm 1, 2, 3, 4, 5, 5 số 0 nữa. Như vậy bằng 3.600.000, đúng nhỉ? Tất nhiên đây chỉ một cách thôi, một cách khác có rất nhiều cách khác nhau, em làm hiểu nào cũng được, đúng nhỉ? Miễn ra kết quả như bài này làm như này nó khá là hợp lý, đúng không?
Em sang bài 2. Bình được mẹ mua 9 quyển vở, 5 cái bút bi, 2 cục tẩy, giá mỗi quyển vở bằng này, bút bi bằng này, cục tẩy bằng này. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền? Như vậy các em thấy rằng là số tiền quyển vở các em cứ lấy 9 nhân giá tiền một quyển vở là 9 nhân 6.500 cộng với bút bi nhân lên. Như vậy bài này thầy nào muốn có tính đâu đúng nhỉ? Bài 2. Em trả lời là mẹ mình đã mua hết số tiền là đúng nhỉ? Mẹ mình mua hết số tiền này đi chưa? Rồi, các em thấy 9 quyển vở nhân 1 quyển vở là 6.000 này. 9 nhân 6.500. 5 cái bút bi. Bút bi là 4.500. Tại là 5.000. Như vậy bài này các em thấy là tính thông thường thôi. 9 nhân 6.500. Các em nhân cho nào. Nhìn lúc nãy thì nói bài số 0, em viết luôn đằng sau không phải nhân, đúng không? 9, 5, 4, 5, viết 5, nhân 4 9, 6, 5, 4 nhân 4 là 5, 9 nhờ. Đúng nhờ. Đấy. Tiếp này 0054 5525 502 là bằng 22.500. 2 nhân 5 là 10.000. Đấy. Như vậy em thấy là hai chỗ này em cộng trước với nhau đi. Hai chỗ này em cộng thế nào? 500 cộng 500 là 1.000 này. 3 số 0 này. Nhớ 1 là 12. Nhớ 1 là 8. 82.000 em cộng với 10.000. 82.000 cộng 10.000 là 92.000. Như vậy là bạn phần mình đã mua hết 92.000 đồng đúng nhỉ? Tiền sách vào đầu năm học mới đúng không? Bài 3. Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ, 8 giờ nó đánh 8 tiếng, 9 giờ 9 tiếng, từ lúc 8 giờ 12 giờ trưa. Vậy từ 8 giờ sáng 12 giờ trưa thì các em thấy 8 giờ đến 8 tiếng, 9 giờ 9 tiếng, 10 giờ 10 tiếng, 1 giờ này. Như vậy là cái số tiếng bon nó trùng với số giờ này. Như vậy thì chúng ta tính tiếng bon các em cộng các số tiếng nó trải qua thôi đúng nhỉ? Như vậy bài này cho thì các em trả lời luôn thôi đúng nhỉ? Bài mà từ 8 giờ đến 12 giờ nó đánh đồng hồ đúng nhỉ? Đánh được 1 tiếng bong đúng nhỉ? Là em trả lời là đánh được 1 tiếng bong này. Em thấy nó thực ra nó chỉ bằng 8 giờ 8 tiếng, chính là bằng 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12. Như vậy em cộng như nào cho nó tròn nhỉ? Em thấy này, 9 cộng 11 là tròn này, 8 cộng 12 là tròn này. Như vậy bài này em lấy 8 cộng 12, sau đó 9 cộng 11, còn cái số 10 em để nguyên. Em thấy nhé, khi đổi vị trí em phải đếm 1, 2, 3, 4, 5, sau khi đổi vị trí thì vẫn còn 5 số. Đấy. Chứ không phải đổi vị trí mà các em thấy ở trên 5 và dưới còn 4 là không phải đấy nhé. Đấy. Các em đổi vị trí nhưng kết quả vẫn phải đủ số hạn. Đấy. Sau đó các em nhóm hai số này với nhau. Như vậy các em thấy bài này người ta không nói tính hợp lý, nhưng mà khi một dãy viết tính các em luôn luôn là tính hợp lý. Các em đừng có cộng ngay. 8 cộng 12 là 20. Cộng 20 cộng 10. Số này rất dễ nhầm, các em nhầm được ngay. Bằng 50 đúng nhỉ? Như vậy bằng 50 tiếng, tiếng bông. Em xong bài số 3. Ta xong bài số 4. Em đọc đi bài. B
biết dài độ dài đường sinh đạo là 40.000 km, khoảng cách Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2.000, tính độ dài chỉ gấp mấy lần. Gấp mấy lần thì em lấy độ dài sinh đạo chia cho cái quãng đường này sẽ biết là khoảng chênh lệch gấp bao nhiêu lần, nó sẽ chia đúng không nhỉ? Thì bảy bốn này, em trả lời là độ dài đường sinh đạo. Gấp khoảng cách giữa hai, khoảng cách giữa hai thành phố số này kem lấy 40.000 chia cho 2.000. Trước khi chia thầy nói nhé, để tính được số lần thì các em phải thấy đơn vị nó cùng nhau, nhưng đây các em thấy là km rồi nên thành chia luôn. Trong một số bài gấp số lần mà các em thấy không cùng đơn vị thì không được chia đâu nhé. Ví dụ cái này là km, một chỗ này là mét, các em không được chia, các em phải cùng km thì chia, cùng mét là chia, cùng đơn vị nhé. 4.000 chia 2.000 thì cái này các em đặt hàng ngang cũng được, hàng dọc cũng được, nhưng mà sẽ bằng 2 20 đúng không? Đấy, bài này rất dễ không nhỉ? Sau bài học này các em nhớ những cái kiến thức rất quan trọng, thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia, vận dụng tính toán hợp lý, vận dụng phép toán để dẫn vào thực tiễn như chúng ta vừa làm vừa xong. Do vậy chúng ta đã làm xong bài tập, các em tiếp tục sang phần kiểm tra. Xin chào tất cả các em.